Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo án rùng rợn, kỳ 1. Năm 1987, ông chủ quán phở ở Điện Biên, tên Sang, đã thuê một nhóm người đào trộm mộ cô Vũ Thị Liên, cô gái xấu số bị sét đánh chết. Không ai rõ Sang dùng bộ xương ấy làm gì. Người thì bảo gã dùng xương bàn tay của cô để làm bùa, biển thủ công quỷ dễ dàng. Người thì bảo gã bán sang Lào cho các pháp sư với giá cao, luyện phép biến hình để có tiền chạy lên chức giám đốc. Những lời đồn thổi cứ hư hư thực thực, nhưng có một điều rõ ràng ai cũng nhìn thấy là bỗng nhiên Sang phất lên nhanh chóng như diều gặp gió. Quán phở của gã đông khách nườm nượp, tiền vào như nước. Có tiền, gã lập công ty, quen được toàn ship lớn, nhận thi công nhiều dự án lớn ở tỉnh Lai Châu. Có điều sau đó, gã đã bị bắt vì tội tham ô, đút lót, biển thủ công quỷ và nhận án tù chung thân. Những người tham gia đào quật mộ trộm xương, kẻ thì chết thảm, người thì liên tiếp gặp tai họa, sống dở chết dở. Dân thành phố Điện Biên bảo, hồn trinh nữ cô Liên đã báo oán. Chúng tôi về thành phố Điện Biên để tìm hiểu sự thật này. Kỳ bí bàn tay người chết vì sét đánh. Chuyện xảy ra vào một chiều mùa hạ năm 1983. Hôm ấy trời mưa to, gió lớn, sấm đùng đoàn, chớp giật liên hồi. Cô y tá trẻ Vũ Thị Liên trên đường đạp xe từ trạm y tế về nhà. Vừa đạp xe, vừa vuốt nước mưa quất vào mặt. Đến trước sân bay Mường Thanh thì cô bị sét đánh trúng. Một luồng điện sáng lòa phóng xuống đất, kèm tiếng nổ long trời. Cô chết bất đắc kỳ tử, nằm co quắp, da cháy đen thui, mùi thịt cháy khét lẹt. Được biết, Liên quê ở Tuyên Quang, cô lên vùng đất tận cùng Tây Bắc học trường trung cấp y tỉnh Lai Châu. Khi đó chưa tách tỉnh thành Điện Biên và Lai Châu. Học xong, cô về công tác ở huyện Điện Biên, cách thành phố không xa. Do đường xá xa xôi cách trở, thời điểm năm 1983, đi lại vô cùng khó khăn. Cha mẹ cô lại nghèo túng nên không có điều kiện đưa xác cô về quê. Gia đình đã xin phép chính quyền chôn cô ở nghĩa địa Hòa Bình, xã Noan Pua, rồi cắt cử người thay nhau trong nơm mộ ngày đêm. Bởi xưa nay, dân gian vẫn đồn thổi hàng ngàn câu chuyện ly kỳ, huyền hoặc về số phận của những ngôi mộ chôn những người bị sét đánh. Đường vào nghĩa địa Noan Pua, người ta bảo rằng những tên đạo chích thường rình rập đào trộm mộ để chặt lấy cánh tay của người bị sét đánh làm bảo bối hành nghề. Kẻ nào có được cánh tay đó còn hơn bắt được vàng. Trước khi hành sự, chúng chỉ việc đặt bàn tay đó lên bàn thờ khấn. Bàn tay chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó. Mang theo bàn tay của người bị sét đánh, chúng có phép tàng hình như Tôn Ngộ Không, không ai nhìn thấy được. Cứ thế, vô tư ra vào nhà đối tượng như chỗ không người. Thậm chí, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc hô hô bàn tay trước mặt, chủ nhà sẽ bị cấm khẩu, đứng im bất động cho trộm khoảng hết đồ đạc. Lại có tin đồn, xương ức của người bị sét đánh có thể làm bùa hộ mệnh cho những kẻ trộm cắp. Khi đeo vào cổ có thể trị tà ma, đi đêm khuya sẽ tránh được gió độc. Thậm chí có tin đồn rằng, nếu lấy được xương bánh chè, xương tay hoặc chân của người bị sét đánh, mài ra sắc uống sẽ chữa được nhiều bệnh nan y. Đặc biệt, người điên uống nước này, bệnh điên sẽ dứt ngay tức khắc. Một số người chuyên nghiên cứu về mật tông thì khẽ khàng giải thích, giọng âm u, bí hiểm. Các pháp sư người Thái Lan chuyên sử dụng xương người bị sét đánh để luyện bùa, bởi những người bị sét đánh đều bị chết bất đắc kỳ tử. Họ chết oan ức nên linh hồn của họ không siêu thoát được mà cứ lẩn quẩn ở nhân gian. Các pháp sư cao tay là những người giỏi dùng thuật để sai khiến các oan hồn, bắt oan hồn làm nô lệ, tay sai cho họ. Oan hồn bị sét đánh cứ quẩn quanh ở bộ xương, nên các pháp sư dùng bộ xương bị sét đánh đó để giam hãm các oan hồn và sai khiến oan hồn làm việc cho họ. Từ những việc đơn giản như chữa bệnh, truyền năng lượng cho người yếu, đến bắt ma cho các bệnh nhân tâm thần, thậm chí là làm cho người khác phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử. Thế nên, pháp sư nào có một bộ xương bị sét đánh thì chẳng khác gì sở hữu một kho báu hay một lưỡi tầm sét,
không chỉ nâng cao vị thế, uy tín trong giới pháp sư mà còn có thể kiếm tiền như nước. Vì lẽ đó, giới pháp sư không tiếc tiền để sưu tập cho được những bộ xương bị sét đánh. Càng sở hữu được nhiều bộ xương, sai khiến được nhiều oan hồn thì năng lực của họ càng mạnh. Pháp sư nào có một bộ xương bị sét đánh thì chẳng khác gì sở hữu một kho báu hay một lưỡi tầm sét, không chỉ nâng cao vị thế, uy tín trong giới pháp sư mà còn có thể kiếm tiền như nước. Thực tế đã xảy ra ở nhiều nơi, có nhiều người bị chết do sét đánh, do gia đình chủ quan không canh giữ mộ cẩn thận, nên sáng hôm sau ra nghĩa trang thăm mộ, đã thấy mộ bị đào bới tung tóe, kẻ xấu lấy mất một số bộ phận như xương bánh chè, cánh tay, ức. Chính vì thế, từ xa xưa, hễ có người bị sét đánh là người thân đào sâu, chôn chặt, rồi đổ bê tông phủ kín quan tài để bọn trộm không đào bới được. Nhiều gia đình còn cẩn thận kéo điện ra mộ trong ngày trong đêm, thậm chí họ chôn luôn người thân trong vườn nhà để tiện bề trong nom. Người ta tin rằng người nào bị sét đánh không phải là người bình thường. Người đó có thể bị ma nhập, nên khi gặp sấm sét đã bị đánh. Khi chết đi, luồng điện đó vẫn còn trong người. Họ có điều gì đó rất linh thiêng, đó là điều bọn trộm muốn lấy. Nhưng khi qua 100 ngày, nguồn điện năng do sét đánh sẽ bị trung hòa dưới lòng đất. Năng lượng không còn tích tụ trong xương nữa, nên bộ xương vô giá trị. Vì thế, chỉ cần trong nom qua thời gian này, gia đình có thể yên tâm không bị bất cứ kẻ xấu nào đến quấy phá mồ mả nữa. Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ cô y tá chết thảm tên Liên ấy đã chôn 4 năm ở nghĩa địa Non Bua rồi mà vẫn bị đám người cuồng tín mê muội đào mồ cuốc mã để trộm cốt. Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo án rùng rợn, kỳ hai. Nỗi sợ hãi của bà vợ người phu phá mộ. Chúng tôi có mặt tại nghĩa địa Non Bua, nơi từng chôn cất thi thể của cô y tá xấu số Vũ Thị Liên. Nghĩa địa nằm bên rìa thành phố Điện Biên, trên một quả đồi rậm rịch cây cỏ, bao quanh bởi những bụi bương thân vạm vỡ, cao ngút ngàn. Một cảm giác lạnh lạnh, rợn rợn khi bước chân vào nghĩa địa này. Những ngôi mộ lúp xúp, hoang lạnh lẫn trong đám cỏ dại, cây cối. Nhiều ngôi mộ xây to nhưng không có sự chăm sóc của người nên dì lèo quay kín. Đang lang thang trong nghĩa địa, ngó nghiêng tìm đường đến nơi từng chôn cất thi thể cô Liên, thì chúng tôi bắt gặp một người đàn ông trung tuổi đang chặt bương. Hỏi về vụ án đào trộm mộ cô gái bị sét đánh, ông dắt chúng tôi đến một vôi đất như cái hũm bên một bụi bương khổng lồ. Đó chính là nơi chôn cất cô Vũ Thị Liên, cô gái xấu số bị sét đánh chết, rồi bị nhóm người liều mạng đào mộ trộm xương. Người dân quanh vùng đều biết đến chuyện đó vì nó quá nổi tiếng, ầm ĩ suốt một thời gian dài. Nếu anh muốn biết tường tận câu chuyện này, hãy tìm đến nhà ông Đoàn Văn Dũng ở phường Non Pua, cách nghĩa địa chừng 500 mét thôi. Ông ấy là một trong 4 người đào phá mộ cô Liên. Hỏi han lòng vòng mãi, chúng tôi cũng tìm được nhà ông Đoàn Văn Dũng. Nhà ông nằm trên một quả đồi nhỏ, đông dân cư, nhưng cây cối rậm rạp, ngôi nhà tền toàn, lúp xúp bằng gỗ, đã lên màu đen bóng. Ông Dũng đi vắng, chỉ mỗi bà Dũng, vợ ông Dũng ở nhà. Vừa nghe tôi giới thiệu là nhà báo từ Hà Nội lên, bà đã cao mày tỏ vẻ khó chịu. Bà bảo, tôi sợ lắm rồi, tha cho tôi đi, vì chuyện của ông ấy mà gia đình tôi khốn khổ bao năm, tôi chỉ muốn được yên thôi, mà nào có được. Cứ thi thoảng cô ấy lại hiện về dọa nạt, khiến tôi kinh hồn bạt vía. Thôi thôi, tôi xin các anh đừng bắt tôi phải kể về quá khứ tội lỗi rùng rợn ấy nữa, hãy để cho tôi yên. Ngoay ngoảy chối từ như muốn đuổi khách về là thế, nhưng chỉ sau một tuần trà, chính bà Dũng lại thao thao kể cho chúng tôi nghe về những hiện tượng lạ lùng xảy ra trong gia đình bà suốt 30 năm qua. Bà kể chậm rãi, rành rọt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi. Hồi ông nhà tôi đào mộ cô Liên, tôi hoàn toàn không biết gì vì ông ấy giấu tôi. Thế nhưng chỉ sau đó ít hôm, những sự lạ liên tiếp xảy đến với tôi. Tôi vẫn nhớ như in, lần đầu tiên, sau hôm ông nhà tôi tham gia quật mộ vài ngày, khi tôi đang nằm trên võng ngủ ở gốc cây hồng sim, vừa thiêm thiếp ngủ thì tôi thấy một thiếu nữ trần truồng, da trái đen,
chân và tay gác vào cành cây, người như cái võng đưa đẩy thõng thẹo trước mặt. Tôi cố kêu lên, nhưng không sao kêu được, cố vùng dậy thoát khỏi chiếc võng mà chân tay không sao cựa nổi. Phải một lúc sau, tôi mới hét lên được, rồi lăn bịch xuống đất. Lồm cồm ngồi dậy, thì thiếu nữ ấy đã biến mất. Hoảng hồn quá, tôi chạy vào nhà, kể cho nhà tôi nghe. Nghe xong, mặt ông ấy tái xám, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi nghi ngờ ông ấy làm chuyện gì khuất tức, tôi cố truy vấn. Mãi sau, ông ấy mới kể lại chuyện có người thuê ông ấy đào mộ cô Liên bị sét đánh chết lấy trộm cốt. Tôi nghe xong mà rụng rời tay chân, hãi hùng quá. Ngày buổi tối hôm đó, tôi đã mời thầy về nhà làm lễ cúng linh đình. Chưa yên tâm, tôi mời thầy ra tận khu đất có mộ cô gái xấu số để cúng bái, làm lễ siêu thoát cho cô ấy, cầu xin cô ấy tha tội. Vậy mà oan hồn của cô gái xấu số đó cứ bám lấy cuộc sống của tôi cho mãi đến bây giờ. Nhấp một ngụm trà, bà Dũng kể tiếp giọng run run. Nằm mơ thấy thiếu nữ lạ mặt đến nhà tuần trước, thì tuần sau tôi phát hiện có con rắn to bằng cổ tay đen sì ở trong nhà. Tôi sợ quá nhưng không dám đánh, bởi kể từ hôm làm lễ sám hối cầu siêu cho cô Liên, bất kỳ con vật nào lạc vào nhà, từ con ong, con bướm, con chim, tôi đều nghĩ đó là oan hồn của cô Liên tìm đến, nên tôi đều không dám giết hại. Nhưng chim chóc trong nhà còn được, chứ con rắn to bằng cổ tay ở trong nhà thì nguy hiểm quá, nhỡ nó đớp con cái thì tôi mạng. Nghĩ thế, tôi thắp hương, lầm rầm khấn vái. Xin cô Liên tha mạng, không biến thành rắn để hành gia đình nữa. Khấn xong, tôi lấy cây gậy đuổi rắn. Thế nhưng con rắn cứ ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, không chịu đi, hai mắt nó vằn đỏ. Tôi đặt cây gậy cạnh nó, tức thì con rắn bò lên cây gậy. Tôi quấn chặt, rồi đem cây gậy ấy ra nghĩa địa Non Bua, cách nhà đến 500 mét, rồi thả cây gậy lẫn con rắn ở đó. Ấy thế nhưng khi vừa về đến nhà, tôi đã lại thấy một con rắn ở trong nhà. Lần này tôi tin chắc 100% đó là cô Liên. Lại thấy con rắn cũng hiền lành, nên không xua đuổi nữa. Tôi đặt cây gậy cho con rắn bám vào, rồi chọc gậy lên cửa sổ. Con rắn bò lên chấn sông, rồi quấn thân yên vị ở đấy suốt mấy ngày. Ngày nào tôi cũng ra quan sát rắn, rồi nói chuyện với nó, như thể nói chuyện với cô Liên. Suốt mấy ngày tôi cúng khấn chu đáo. Vài hôm thì con rắn biến mất, không thấy quay lại nữa. Vào một hôm, cả Tây Bắc mưa to gió lớn, nhiều nơi ngập lụt. Bà Dũng dậy sớm nấu nướng, thì thấy con rùa lạ, to bằng miệng bắt con nằm ở thềm nhà, chính giữa cửa ra vào. Nếu con rùa lạc vào nhà khác, ngay tức khắc sẽ biến thành món rùa rang muối. Nhưng vào nhà bà, thì bà nhất nhất tin đó là cô Liên. Bà cúng khấn nói chuyện với cô Liên một hồi, rồi đem cô thả ở một cái đìa cách nhà mấy trăm mét. Điều kinh dị xảy ra là bà thả buổi sáng thì buổi chiều lại thấy đúng con rùa đó nằm trước hiên nhà. Tin đó là cô Liên hóa thành nên bà không xua đuổi con rùa nữa, mặc kệ nó ở trong nhà. Đến bữa bà đi ngắt rau cỏ, bắt dế, cá, tôm cho rùa ăn. Hằng ngày bà cúng khấn cầu siêu cho oan hồn cô Liên. Vài ngày sau thì con rùa biến đâu mất. Sau khi kể hàng loạt chuyện ma mị kỳ lạ liên quan đến gia đình mình, bà Dũng thở dài bảo: suy cho cùng, ông nhà tôi cũng chỉ là phận làm thuê, chuyên nghề bốc mộ, chưa có định trộm xương cốt ai đâu mà phải gánh chịu điều tiếng ghê thế chứ. Người ta đồn ông nhà tôi được nhiều vàng bạc đô la lắm nên mới đi trộm mộ. Khổ, nói thế là oan cho nhà tôi quá. Nói đoạn, bà Dũng bật khóc, đôi bờ vai rung lên từng dập. Tôi động viên: chính vì không ai hiểu rõ nên người ta cứ đồn thổi này nọ. Bác cứ để bác Dũng chia sẻ rõ ràng để mọi người hiểu chuyện. Khi đã hiểu rồi, người ta tự khắc sẽ thôi đồn thổi, mà bác Dũng cũng được nhẹ lòng. Nghe tôi nói vậy, bà mới ngừng khóc. Một lát sau, bà liền điện thoại gọi ông Dũng về cho tôi hỏi chuyện. Trái với dự đoán của tôi, ông Đoàn Văn Dũng rất vồn vã, hứng khởi khi nghe tôi giới thiệu là nhà báo. Ông bảo: đời tôi đã phạm sai lầm lớn là tham gia quật mộ trộm mã của cô gái trẻ đáng thương, nên bị báo oán nhiều lắm. Phần cuối đời tôi phải làm nhiều việc tốt, bất kể cho ai, để mong thanh thản anh ạ. Vợ tôi thì sợ nhà báo, nhà văn, chứ tôi thì không ngại gì mà chia sẻ.
tôi cũng chỉ là nạn nhân trong vụ đó mà thôi. Chứ nếu tôi là chủ trọ, thì giờ làm gì mà còn sống ngồi đây kể chuyện cho anh nữa. Tất cả những người tham gia đào mộ đều đã bị nhân quả báo ứng, đã chết hết rồi. Ai không chết thì gia cảnh cũng thảm lắm. Tôi bị nhẹ nhất là cháy hết nhà cửa, nhưng mạng sống vẫn còn. Và ơn trời là con cái không bị ảnh hưởng gì. Giờ đều là cán bộ hết rồi. Tôi sẽ kể với anh toàn bộ chuyện này, không giấu điều gì sất. Câu chuyện của nhóm trộm mộ cô gái xấu số bị sét đánh trong đêm tối giữa nghĩa địa hoang vắng, không một bóng người, được ông Đoàn Văn Dũng kể lại, dù đã xảy ra gần 30 năm, nhưng vẫn khiến người nghe rùng mình sợ hãi. Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo án rùng rợn, kỳ ba. Ông Đoàn Văn Dũng bảo, đời tôi đã phạm sai lầm lớn là tham gia quật mộ trộm mã của cô gái trẻ đáng thương, nên bị báo án nhiều lắm. Tôi cũng chỉ là nạn nhân trong vụ đó mà thôi. Chứ nếu tôi là chủ trọ, thì bây giờ làm gì mà còn sống ngồi đây kể chuyện cho anh nữa. Tất cả những người tham gia đào trộm mộ cô gái bị sét đánh ở nghĩa địa Nông Bua đều đã bị nhân quả báo ứng, chết hết rồi. Ai không chết thì gia cảnh cũng thảm lắm. Tôi bị nhẹ nhất là cháy hết nhà cửa, nhưng mạng sống vẫn còn. Cuộc đào trộm mộ rùng rợn, ám ảnh. Ông Dũng vốn là một quân nhân. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, ông làm công nhân tại nông trường Điện Biên, rồi lập gia đình. Nhà ông nằm gần bệnh viện nhân dân. Thỉnh thoảng, bệnh viện lại tiếp nhận những người chết do tai nạn rùng rợn mà không có người nhận. Biết ông là người bạo gan, nên cán bộ bệnh viện thường thuê ông chôn cất những tử thi xấu số ấy trên một quả đồi ngay phía sau bệnh viện. Ông Dũng coi đó là việc làm thêm, kiếm chút tiền nuôi con. Một thời gian sau, thấy địa thế quả đồi đẹp, rộng rãi, người dân quanh vùng cũng đào mộ chôn người thân ở đó, nên quả đồi biến thành nghĩa địa lớn, gọi là nghĩa địa Hòa Bình hoặc nghĩa địa Nông Bua. Từ đó, ông Dũng chuyển hẳn sang hành nghề bốc mộ, san cát. Công việc tuy vất vả, độc hại, nhưng được cái có đồng ra đồng vào. Vào dịp đồng chí, ông làm không hết việc. Có đêm, mình ông bốc 2-3 mộ, tiền kiếm được nên ông làm rất hăng say. Cho đến một ngày cuối thu năm 1987, ông Dũng sang nhà hàng xóm tên Chu Minh Cường chơi. Hai người đang ngồi uống nước chè, chơi cờ tướng, thì ông Trần Văn Đông và Nguyễn Văn Tú ở xã bên kéo đến. Ông Đông nhìn trước nhìn sau xem có ai không, rồi ghé tai ông Dũng, ông Cường thì thầm. Tôi có vụ làm ăn này hay lắm, hay ông có muốn tham gia không? Chỉ mất nửa buổi thôi, tiền công là 500.000 đồng. Vừa nghe nói đến số tiền 500.000 đồng, cả hai ông Dũng và Cường đều mắt sáng lên, vội vàng buông cả bàn cờ, hỏi dồn ông Đông, giọng háo hức. Vụ gì thế? Ông nói ngay đi. Thời điểm đó, nhà ông Dũng rất nghèo, hai ông bà làm việc quần quật mà cái ăn, cái mặc chẳng đủ, đàn con nheo nhóc, quanh năm đói rách, 500.000 đồng lúc ấy lớn lắm, giá trị bằng mấy tấn thóc. Ông Đông giơ tay lên miệng khẽ xịt, ra hiệu mọi người nói nhỏ, rồi ông dòm trước ngó sau một hồi như rình bắt gián điệp. Biết chắc là không có ai nghe trộm, ông mới thầm thào kể. Cạnh chợ trung tâm Điện Biên có quán phở nhỏ, chủ quán phở là Sang, vốn xuất thân làm nghề đồ tể, chuyên giết lợn cho vợ bán thịt ở chợ. Vài năm sau, kiếm một khoản kha khá, hắn mở quán phở này. Quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách. Vào những lúc nông nhàn, ông Đông và ông Tú vẫn đến giả dò thuê cho Sang. Cách đây ít hôm, trong lúc ngồi nghỉ giải lao, Sang bỗng dưng lôi chuyện xưa người bị sét đánh ra kể. Hắn kể thao thao đủ thứ chuyện rùng rợn về công dụng thần bí, kỳ lạ của những bộ xương người bị sét đánh. Nào là làm bùa rất hiệu nghiệm, nào là lấy mai trong việc làm ăn. Huyền thuyền chán chê một hồi, hắn ghé tai hai ông Tú và Đông bảo. Tôi đang cần một bộ xương như thế. Hai ông thử đi tìm kiếm xem, ở Lai Châu có ai bị sét đánh chết trong thời gian gần đây không? Kiếm được, tôi sẽ trả thật hậu hĩnh. Nghe ông Sang nói vậy, máu tham nổi lên. Ông Tú và ông Đông liền suốt ngày lần mò đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dò hỏi. Một lần, ngồi ở quán nước chè chén vỉa hè, nghe mấy cụ cao niên ở Điện Biên kể rằng, mấy năm trước, có nghe bà Thanh Mai là y tá ở một bệnh xá, nói là có một cô con gái bị sét đánh cháy đen thui.
mộ chôn ở nghĩa địa Nong Bua sau Bệnh viện Nhân dân. Tìm hiểu kỹ, họ nắm được thêm thông tin về tiểu sử, quê quán, gia cảnh của cô gái này. Thế là họ vội tìm đến nhà ông Dũng để rủ rê đào phá mộ, lấy xương cốt cô gái. Thấy việc đi đào trộm mộ tuy thất đức nhưng lại được nhiều tiền, Thiển Cận nghĩ rằng đào mộ bóc xương là việc làm hàng ngày, nên mấy người đàn ông hám tiền đã lao đi đào trộm mộ cô gái bị sét đánh. Tưởng rằng rủ rê buôn ma túy hay giết người diệt khẩu thì còn phải đắn đo suy nghĩ, chứ đào mộ bóc xương là việc làm hàng ngày mà được những 500.000 đồng bằng vài tấn thóc thì khác gì trúng số độc đắc. Nên vừa nghe ông Tú và ông Đông kể xong thì ông Dũng và ông Cường đã gật đầu thấp lự. Kế hoạch xâm nhập nghĩa địa, đào mộ, lấy trộm hài cốt được cả nhóm nhanh chóng lên một cách chi tiết, tỉ mỉ, chính xác đến từng giờ, từng phút. Và rồi, ngay buổi tối hôm ấy, thực hiện đúng kế hoạch, đúng 9 giờ 30 phút tối, nhóm 4 người đã có mặt tại nghĩa địa Hòa Bình. Sau khi bàn bạc, nhóm cắt cử ông Tú làm cảnh giới từ chân đồi. Nếu có người vào nghĩa địa, ông Tú sẽ giả kêu tiếng tắc kè. Mọi người lập tức sẽ tắt đèn dầu, ẩn nấp. Biết có thêm 2 người tham gia đào mộ, nên tên Sang đã ứng trước 20.000 đồng cùng một ký thịt 3 chỉ. 4 người đã chia nhau mỗi người 5.000 đồng. Miếng thịt thì cắt làm 4, miếng to nhất dành cho ông Cường vì nhà ông nghèo hơn, lại đông con. Cả năm nay chúng chẳng biết đến miếng thịt. Số tiền 5.000 chia nhau, ông Dũng trích một phần mua hoa quả, nén hương đem theo để làm lễ đàng hoàng. Ông Dũng bày hoa quả lên nấm mộ cô Vũ Thị Liên, rồi thắp hương, lầm rầm khấn vái. Cô Liên ơi, bọn anh nhà nghèo, đông con đông cái, nên mới làm cái nghề đào mộ cuốc mã này. Thằng Sang nó thuê bọn anh, thì anh cứ biết đưa em lên, tắm rửa cho em. Còn nó mang em đi đâu, làm gì, thì anh không biết. Kệ nó thôi, có gì em thông cảm cho anh. Cũng vì nghèo đói mà làm liều em ạ. Em có vật thì cứ tìm thằng Sang, chủ quán phở ở chợ Điện Biên mà vật nó, vì nó mới là chủ mưu. Mộ cô Vũ Thị Liên nằm trên quả đồi đá sỏi gan trâu, lại chôn sâu đến vài mét, nên 3 người phải đào cực lực suốt 3 giờ đồng hồ, đến 12 giờ đêm mới thấy quan tài. Mệt bở hơi tay, nhưng họ không dám nghỉ. Người soi đèn, người hì hục mãi mới bật được nắp quan tài. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến ông Dũng phải nhảy vọt lên khỏi hố, nôn thốc nôn tháo, nhưng thời gian không cho phép họ đợi chờ. Ông Cường cởi trần, nín thở, nhảy xuống quan tài. Nước trong quan tài ngập đến tận đầu gối. Ông khẽ rùng mình ớn lạnh. Ông hít một hơi thật sâu rồi sụp tay xuống mò xương. Từng mảnh, từng khúc được nhét vào chiếc túi vải của ông Đông đã chuẩn bị từ trước. Cầm chiếc đèn dầu soi gần, mọi người thấy rõ những mẫu xương của cô Liên đều đen sì. Dòng điện cực mạnh của sét đã đốt cháy cả xương của cô, khiến xương chuyển thành màu đen, không giống xương cốt của người chết bình thường. Vớt hết xương thì trời cũng tan tảng sáng. Ông Dũng và ông Cường giao chiếc túi vải cho ông Đông rồi vội vã đạp xe về nhà tắm rửa. Ông Đông sau một đêm canh chừng không ngủ, lạ kỳ thay mặt vẫn tươi hơn hớn. Ông chặn bao tải xương vào gác ba ga xe đạp mang về nhà, rửa ráy xương cốt lần nữa rồi nhét xuống gầm giường. Chờ đến tối mịt, ông mang đến quán phở, cũng là nơi ở của vợ chồng Sang, bàn giao tận tay. Trái với hình dung của ông, Sang lạnh lùng nhận cái túi vải đầy xương, nét mặt không một chút sao động. Hắn chẳng thèm mở ra xem mà xách thẳng bao tải, vứt cạnh giếng nước, rồi bảo ông Đông về đi. Lão Sang vịnh vào cớ bộ xương của cô Liên bị sét đánh mà ông Đông và mấy người khác phải vất vả đào trộm lên, thiếu xương bánh chè nên vùng vằng không thanh toán. Ông Đông ngại ngùng hỏi, thế tiện công cán thế nào, bao giờ thì anh thanh toán? Ông Sang vẫn lạnh lùng bảo, để tôi kiểm tra xem xét đã, nếu đúng là xương người chết vì sét đánh, tôi sẽ thanh toán đầy đủ, ông cứ yên tâm. Thế nhưng chờ dài cổ suốt 3 ngày mà không thấy ông Sang đã động gì đến chuyện trả tiền công trộm mồ mã, nên cả nhóm 4 người cùng đạp xe đến quán phở để đòi. Vừa nhò mặt vào, ông Sang đã mắng các ông xơi xơi, mặt hầm hầm tức tối. Các ông làm ăn thế nào mà để thiếu mất cái xương bánh chè, không có cái xương quan trọng nhất này, bộ xương coi như vứt đi, tôi không thể thanh toán tiền bạc cho các ông được. Nghe vậy, cả 4 ông đều ớ người, mặt ngợt ra. Một lúc sau,
ông Dũng mới lắp bắp hỏi. Thế anh đã xem kỹ chưa? Tài Sang sẵn giọng. Tôi tìm bới đến tiếc cả mắt ra đây này, mà đâu có thấy. Mà tiện đây, tôi cũng hỏi các ông, lúc đem xương lên, các ông có kiểm tra lại không? Ai là người trông nom bảo quản bộ xương? Sau này, mọi người mới hiểu. Tài Sang, ma quái đặt ra câu hỏi đó nhằm gây mâu thuẫn trong nhóm, rằng ai đó đã trộm mất xương bánh chè, nên bộ xương không còn giá trị nữa. Kiểu như bộ xương hổ mà thiếu xương bánh chè thì coi như đổ đi. Song lúc đó, mọi người chưa hiểu ý đồ thâm độc, nham hiểm của hắn. Nên ngay đêm hôm đó, cả nhóm lại mò ra nghĩa địa, rồi thay nhau nhảy xuống mò mẫm trong quan tài lỏng bỏng nước tìm xương bánh chè. Bì bõm tìm kiếm mãi cũng không lấy thêm được đốt xương nào, chỉ vớt được chiếc gương và cái lược. Mọi người bực lắm, biết là Tài Sang bày đặt ra trò thiếu xương bánh chè để quỵt tiền công, nhưng họ không thể nghĩ ra cách nào đòi tiền của hắn. Bởi Sang là tên đồ tể, nhưng cũng là tay giang hồ có số má, nên không ai dám động đến hắn. Vả lại, việc đào mộ phá mã, lấy trộm xương, xưa nay là việc làm tài trời, luật pháp nghiêm cấm, nên nhóm ông Dũng đành ngậm bồ hòn, làm ngọt, không dám kêu một tiếng, cũng chẳng dám hé lộ với ai, bởi lộ ra thì đi tù cả lũ. Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo án rùng rợn, kỳ cuối. Kẻ vào tù chung thân, người chết bất đắc kỳ tử. Bản đi một thời gian, quay cuồng trong vòng lo toan của miếng cơm manh áo, nỗi ấm ức vì bị tên Sang lừa đảo, quỵt tiền, rồi cũng nguôi ngoai trong lòng ông Dũng. Ông Đông, ông Cường, ông Tú cũng chẳng quan tâm đến chuyện đòi nợ nữa. Nhưng có một sự việc kỳ lạ xảy ra khiến không chỉ bốn người đào mộ cuốc mã, mà cả thành phố Điện Biên đều ngạc nhiên sửng sốt. Đó là sau vụ đào trộm xương của cô Vũ Thị Liên bị sét đánh, Sang bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió. Ngày đó, Điện Biên còn là tỉnh lỵ nghèo, nhà nào giàu lắm mới có nổi chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chứ xe máy thì ngóng ra đường đỏ mắt cả ngày mới thấy một hai chiếc. Thế nhưng gã chủ quán phở Sang liền một lúc mua tới hai chiếc xe máy Simpson. Hắn suốt ngày đèo vợ con giữa phố trước sự ngỡ ngàng, ghen tị, thèm khát của bà con khối phố. Không ai hiểu vì sao một gã bán phở mà lại có nhiều tiền như thế. Ngay cả nhóm đào mộ cũng không ai biết rõ. Người thì đồn thổi rằng hắn đã mang bộ xương cô Liên sang Lào bán được một khoản tiền lớn. Người thì bảo rằng hắn dùng bộ xương làm bùa phép nên mới ăn nên làm ra mới phất nhanh như vậy. Cũng có tin đồn rằng nhờ có xương bàn tay người bị sét đánh nên hắn mang thuốc phiện ở Lào về Việt Nam ung dung như chốn không người. Cứ đêm xuống, hắn chỉ việc để xương bàn tay, xem quay hướng nào thì cứ hướng đó mà đi. Dù gùi cả tải thuốc phiện cũng chẳng có ai bắt. Bí hiểm, kinh ngạc, sửng sốt hơn nữa khi bỗng một ngày đầu năm 1990, Sương, gã đồ tể, chủ quán phở ở chợ Điện Biên, bỗng dưng trở thành giám đốc doanh nghiệp xây dựng. Vứt bỏ xe máy Simpson, hắn cưỡi ô tô, công việc làm ăn kinh doanh của Sương lại càng phức tận. Báo chí, truyền hình suốt ngày săn lùng hắn để phỏng vấn, tung hô hắn như một ông chủ doanh nghiệp tài ba, dám nghĩ, dám làm. Giàu lại càng giàu, từ khi có bộ xương của cô gái bị sét đánh cô Liên, gã chủ quán phở tậu xe máy Simpson rồi chuyển sang cưỡi ô tô, công việc làm ăn, kinh doanh của Sang lại càng phức tận. Danh tiếng nổi như cồn, nên doanh nghiệp của Sang được giao thực hiện một dự án lớn nhất tại Mường Tè, với tổng số vốn lên tới 432 tỷ đồng. Hạng mục chủ yếu của dự án là phát triển đường giao thông vào tận nơi sâu, xa nhất của huyện Mường Tè, đến các cụm xã, các địa bàn dân cư trọng yếu ở vùng ngã ba biên giới. Vì thế, dự án này được đánh giá không chỉ sẽ làm thay da đổi thịt vùng đất nghèo nhất nước, mà còn mang ý nghĩa xã hội, nhân văn tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm của chính phủ với vùng đồng bào xa xôi, nghèo đói, đường xá đi lại khó khăn nhất nước. Đương nhiên, Sương là giám đốc dự án đặc biệt quan trọng này. Thế nhưng, dự án thực hiện chưa được bao lâu, Sương đã dở đủ các trò ma để rút tiền như thanh toán trùng, khai man khối lượng, tăng giá vật tư, nghiệm thu khống, giả mạo hợp đồng. Một vài người thân cảnh báo hắn, hắn cười hề hề, mặt vênh vênh như bánh đa nướng. Tôi đớt sợ, bởi tôi có được tiêu tiền một mình đâu, phải chia chứ. Đó là luật chơi, thời buổi này cứ có tiền trong tay
thì làm gì chả được. Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm giám đốc mà làm cái to hơn giám đốc. Nổ khắp nơi như vậy, nhưng Sang chẳng hề hấn gì, chẳng ai dám động vào hắn, thậm chí một số quan chức còn sợ hắn, dè chừng hắn. Thời điểm đó, Sang còn lập một công ty dưới Hà Nội, lấy tên công ty là Hoa Bang cho có mùi vị Tây Bắc. Gã mua nhà lầu ở trung tâm thủ đô, rồi ngang nhiên cưới cô vợ khác, bỏ mặc cô vợ cũ tên Hồng, vốn đồng cam cộng khổ với gã suốt thời khó nhọc, buôn bán thịt lợn ở chợ tỉnh lỵ Điện Biên. Nhóm đạo trộm mộ cô gái bị sét đánh, thỉnh thoảng lại tụ tập. Lần nào gặp nhau, họ cũng nói về Sang, về sự phất lên đầy kinh ngạc và bí hiểm của Sang. Họ tin rằng Sang có phép thần thông. Ông Dũng bảo, một pháp sư ở Thái Lan đã sử dụng oan hồn của cô Liên như âm binh trợ giúp Sang, tiến thân làm ăn mà không sợ bất cứ thế lực nào. Thậm chí, bất cứ ai dám động đến gã, pháp sư kia sẽ điều âm binh ám hại. Sang tin tuyệt đối vào sự hộ mệnh của bộ xương sét đánh của cô gái xấu số tên Vũ Thị Liên. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, Sang cùng đám đàn em ngao du sang xứ sở Cờ Hoa, thì công an tỉnh Lai Châu vào cuộc điều tra, thu thập hồ sơ chứng cứ. Trong vòng 2 năm, Sang đã biển thủ 50 tỷ đồng. Hôm hắn bay trở về Việt Nam, vừa xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, thì lực lượng công an bắt. Đến khi bị bắt, tra tay vào còng số 8, Sang vẫn ung dung nghĩ rằng rồi công an sẽ phải thả vì hắn rất sẵn tiền, coi trời bằng vung. Thế nhưng lúc ra tòa, nghe tòa tuyên án chung thân, Sang đã khuỵu xuống. Hắn cay đắng nhận ra rằng lúc ăn nên làm ra thì lắm bạn bè, đệ tử, ô dù. Nhưng lúc ngã ngựa thì chẳng thấy ai. Thậm chí lực lượng âm binh hùng hậu từ bộ xương người sét đánh cũng chẳng giúp gì được gã. Một chuyện bất ngờ khác là trong quá trình điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, công an phát hiện Sang mua nhà riêng ở Hà Nội hú hí với cô vợ mới. Chị Hồng, người vợ đầu ấp tay gối thuở nghèo hèn, hay tin, vô cùng tức giận, bèn viết đơn tố cáo Sang, đã từng thuê một nhóm người đào trộm mộ xương nữ y tá bị sét đánh chết tại nghĩa địa Nong Bua. Nhận đơn tố cáo của chị Hồng, công an lập tức vào cuộc điều tra. Ông Đoàn Văn Dũng nhớ lại. Chuyện đào mộ cô Liên trôi qua đã hơn 10 năm, nhưng không ngày nào chúng tôi ăn ngon ngủ yên. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi, như điềm nhân quả báo ứng, là công an đến nhà hỏi chuyện chúng tôi về vụ đào mộ cô Liên, đem xương bán cho Sang. Các anh công an cũng đến hỏi như nhà báo các anh, rồi chụp ảnh, ghi âm, chép biên bản. Họ hỏi gì tôi khai tức, cũng kể y hệt như kể với các anh vậy. Về sau nghĩ lại, việc không đòi được tiền của Sang hóa ra lại là may mắn. Chứ nếu ngày đó mà lấy được của gã 500.000 đồng thì có khi tù mọt gông. Chúng tôi cũng chỉ là những kẻ làm thuê, vì nghèo mà làm liều, mất tội xâm hại mồ mả của người chết. Đợt đó dân tình biết chúng tôi liên quan đến tài sản nên đồn thổi ầm ĩ lắm. Công an đến nhà đưa chúng tôi bằng xe máy đi thực nghiệm hiện trường ở nghĩa địa Nong Pua, xong rồi đưa về bằng đường khác để không ai nhìn thấy. Theo ông Dũng, người bị quả báo đầu tiên không phải là Sang mà chính là ông Cường trong nhóm đào cuốc mộ mã. Thời điểm đó không hiểu do quả báo hay vì ấm ức, tức bực do không đòi được tiền từ Sang mà ông Cường cứ nổi điên lên, đòi đem bọc phá cho nổ tung nhà và quán phở của Sang. Khi đó, nhà ông Cường quá nghèo, miếng ăn chẳng có, mà vợ đang bụng mang dạ chữa, sắp đẻ đứa con thứ sáu. Đàn con nheo nhóc không có gì ăn, tất cả trông chờ cả và muốn tiền công lớn trong vụ đào mộ. Ông uất ức cũng phải, cuộc sống ông Cường cứ khó khăn chật vật mãi. Năm 49 tuổi, ông chết vì ung thư vòm họng, để lại người vợ và đàn con nheo nhóc. Thời gian sau, bà vợ ông Cường cũng bị điện giật chết thảm. Hôm đào mộ xong, cả nhóm kéo đến quán phở ông Sang để đòi tiền công mà không được. Nghi ngờ ông Đông đã nhận tiền Sang trả mà không chia lại cho mọi người, định ăn tức. Nên ông Dũng đã kéo ông Tú đến nhà ông Đông hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng qua nhà thì thấy ông Đông ốm bẹp giường, không gượng dậy được. Ông Đông bảo sau hôm đào mộ, đêm nào cũng gặp ác mộng, không ngủ được. Cứ nhắm mắt, ông lại thấy cô Liên đứng ở đầu giường khóc lóc oán thán. Đáng sợ nhất là đêm nhận bao tải chứa hài cốt ở bãi Tha Ma do ông Dũng và ông Cường chuyển ra. Dù đã buộc rất kỹ, nhưng không hiểu sao
vừa ra khỏi nghĩa địa, hộp sọ của cô Liên rơi ra ngoài, lăn lòng lóc xuống ruộng. Tuy rất sợ đến toát mồ hôi hột, nhưng ông Đông vẫn nhảy xuống nhặt hộp sọ. Mò mẫm thế nào lại bị con rắn cắn vào tay, ông cứ lo suốt, không biết có phải rắn độc cắn hay không. Sau này, ông Đông bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu. Ông Tú cũng đoạn mệnh, chết đột tử năm 46 tuổi. Về phần ông Dũng, cuộc đời cũng khốn đốn, điêu siêu không kém. Vào năm 1989, 2 năm sau khi đào trộm mộ, một hôm, lúc 12 giờ đêm, đúng giờ ông đụng cuốc đào mộ, ngôi nhà ông ở bỗng dưng bốc cháy đùng đùng. Cũng may cả nhà chạy thoát kịp nên không ai chết, nhưng mọi thứ cháy thành tro. Đến nay ông vẫn không hiểu vì sao nhà mình lại cháy, bởi lúc đó nửa đêm gia đình đâu có nấu nướng gì mà đốt lửa. Vợ chồng ông ăn ở hiền lành, đâu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ mà có kẻ xấu muốn hãm hại. Quá kinh hãi, vợ chồng ông bán mảnh đất ấy, xây nhà ra chỗ khác. Bao năm qua, vào ngày rằm mùng 1 hay lễ Tết, khi thắp hương gia tiên, vợ chồng ông Dũng đều khấn vái cô Liên, cầu mong cô đại xá, tha cho tội đào mồ cuốc mã. Ông bảo, chúng tôi cầu xin dễ đến cả ngàn lần rồi, chẳng biết linh hồn cô Liên, linh thiêng có từ bi, hỷ xả mà xá tội cho chúng tôi hay không nữa. Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Video mới nhất nhé. Video mới nhất nhé. Video mới nhất nhé. Video mới. Câu chuyện người thần bí nói chuyện nhân quả. Những năm Ung Chính triều Thanh, Tô Đẩu Nam, người Giao Hà dự thi hội trở về, đến quán rượu ở bên bờ sông Bạch Câu gặp một người bạn. Người bạn vừa bị bãi chức quan, khi rượu đã ngà ngà say, tỏ ra u uất nói: thiện lý chẳng còn, thiện ác không báo ứng. Bỗng nhiên, một người thần bí cưỡi ngựa đến, nói với ông ta rằng: ông oán trách nhân quả thế gian không thực thi ư? Xin ông hãy nghĩ, phường háo sắc, ác mắc bệnh, kẻ khát bạc, ác bần cùng. Phường cướp bóc, ác bị bắt, kẻ sát nhân, ác đền mạng. Đó đều là nhân quả báo ứng. Đương nhiên, cùng là háo sắc, nhưng bản tính có phần mức độ mạnh yếu. Cùng là khát bạc, thủ đoạn có phần cao thấp. Cùng là cướp bóc, có khác biệt kẻ thủ ác và tòng phạm. Cùng là sát nhân, có phân biệt cố ý sát nhân và ngộ sát. Báo ứng đối với họ tự nhiên sẽ có khác biệt. Cho dù có báo ứng, cũng có người là có công chuộc tội, có người thì có báo ứng rõ rệt, có người thì có báo ứng ẩn kín. Tình thế không như nhau, nên dùng lý phân biệt thật vô cùng huyền diệu tinh vi. Ông dựa vào những gì mình thấy trước mắt mà oán trách đạo trời không minh bạch. Nói thật, ông không cẩn thận chút nào. Hơn nữa, nói về cá nhân bản thân, trong mệnh của ông đáng được làm quan thất phẩm. Nhưng do ông rắp tâm tính kế, ai vua phụ họa người quyền thế, nên trời cắt xuống là bát phẩm. Từ quan cửu phẩm được thăng lên bát phẩm, ông trong lòng mừng thầm, tự coi là mưu kế đã thành. Nào có hay, đó là phúc đức ông không đủ, nên thần đã cắt đi chức quan thất phẩm đó, do đó ông bị bãi quan. Nghe xong, người thần bí lại đến gần người bạn của Tô Đẩu Nam, ghé tay thì thầm một lúc, sau đó nói to rằng: những việc này của ông mà ông lại quên hết rồi sao? Người bạn nghe nói vậy sợ quá, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, run run hỏi: đây là những chuyện bí mật của tôi, làm sao ông biết được? Người thần bí kia nói: tất cả việc con người làm, thần linh đều biết hết, đâu phải có mỗi mình ta biết. Nói rồi ông lại leo lên ngựa, chớp mắt đã không nhìn thấy đâu nữa. Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo, nhân quả không hề sai. Câu chuyện Vương Tử sanh từ hoa sen. Lúc ấy, Phật hóa độ qua các nơi trong nước Ma Kiệt Đề để đến bờ con sông Hằng. Cách bờ sông Hằng chẳng bao xa, có một cảnh tháp cổ điêu tàn, hư rã bởi cơn mưa sa nắng táp, không ai trông nom tu sửa. Chư tỳ kheo thấy cảnh ấy, bạch hỏi Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay tháp ấy là tháp chi? Vì sao lại hoang tàn như vậy, chẳng có ai trông nom tu sửa? Phật bảo chư tỳ kheo: các ông nên chú ý lắng nghe,
ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Này chư tỳ kheo, về thuở quá khứ, vào khoảng giữa hiền kiếp này, nước Ba La Nại có một vị vua tên là Phạm Ma Đạt Đa. Vị vua ấy trị nước đúng theo chánh pháp, nên nhân dân sung túc, giàu có, mùa màng bội thu, dân cư đông đảo, yên ổn làm ăn. Chẳng có nạn binh đao, dịch bệnh còn xảy ra trong xứ, lại thêm trâu bò, gia súc đều đông đúc. Nhà vua ấy không có con, người rất buồn bực, thành tâm mà cầu đảo các vị thần thánh, nhưng chưa thấy ứng nghiệm gì. Thuở ấy, trong vườn hoa của nhà vua, nhằm lúc hoa sen đua nở, có một búp sen hiện lên to lớn lạ thường. Búp sen ấy càng ngày càng lớn, đến khi nở ra, bên trong thấy một hài nhi xinh đẹp, ngồi theo lối kiết già, có đủ 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp. Trong miệng tỏa ra hương thơm của hoa ưu bát la và các lỗ chân lông đều xuất ra mùi hương chiên đàn. Bây giờ, người làm vườn bèn tâu lên với nhà vua. Vua nghe chuyện lấy làm vui mừng, liền ngự ra vườn hoa, có triều thần với các hậu phi theo hầu. Khi nhìn thấy đứa trẻ ấy thì nhà vua bỗng vui mừng không tự chế được, lòng muốn chạy đến mà ôm ngay. Đứa trẻ ấy vừa thấy vua liền lên tiếng nói rằng: "Vì đại vương thường cầu thỉnh nên nay tôi đến đây làm con của ngài." Khi ấy vua cùng với các vị hậu phi nghe lời ấy rồi thì thảy đều vui mừng, liền ẵm đứa bé về cung nuôi nấng. Khi đứa trẻ dần dần lớn lên, mỗi khi đi đứng nơi đâu, chỗ bước chân đều nảy sinh những đóa hoa sen, còn các lỗ chân lông trong người thì tỏa ra mùi hương chiên đàn thơm ngát. Nhân đó mà đặt tên là chiên đàn hương. Bây giờ, đứa trẻ ấy tự quan sát thấy những chỗ mình đi qua đều nảy sinh hoa sen, mới sinh thì tươi tốt, xinh đẹp, chẳng bao lâu liền héo úa tàn lụi. Thấy như vậy rồi, liền tự suy nghĩ, thấy thân người cũng không bền chắc, giống như vậy không khác. Nhân đó mà ngộ hiểu được lý vô thường, chứng quả Phật Bích Chi. Ngay khi ấy, thân thể liền bay được lên không trung, hiện đủ 18 phép thần biến, rồi nhập Niết Bàn. Khi ấy, vua và các vị hậu phi cung nữ đều buồn thảm than khóc, liền mang di thể đi thiêu hóa, thu nhặt xá lợi, rồi lập tháp mà đặt vào thờ kính cúng dường. Đó chính là ngôi tháp cổ mà ngày nay các ông thấy đó. Chư tỳ kheo lại hỏi Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay vị Phật Bích Chi ấy nhờ nhân duyên phước báo gì mà lại có được mùi thơm chiên đàn tỏa ra từ thân thể như vậy?" Phật nói với các chư tỳ kheo: "Các ông nên chú ý lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Này chư tỳ kheo, về thuở quá khứ, cách nay vô số kiếp, Đức Ba La Nại có Phật ra đời, hiệu là Kala Tôn Đà. Thuở ấy, có một vị trưởng giả giàu có vô cùng, tài sản châu báu không tính kể xiết. Khi ấy, ông trưởng giả chẳng may mất sớm, vợ ông với đứa con trai lại chẳng ở chung nhau. Người con trai ông trưởng giả ấy rất đam mê sắc dục, gặp một cô kỹ nữ đem lòng mê mệt. Cô đòi hỏi phải bỏ ra 100 lượng vàng thì cô mới tiếp một đêm. Cứ như vậy qua nhiều năm thì tài sản cạn kiệt hết. Ngày kia không còn đủ vàng cho cô nữa, cô không chịu tiếp. Người con ông trưởng giả mới tha thiết khẩn cầu chỉ xin được gần cô một đêm nữa thôi. Cô kỹ nữ ấy nói rằng: "Nếu anh có thể kiếm được một bông hoa thật đẹp và mang đến cho tôi thì tôi chịu tiếp anh một đêm." Khi ấy, người con ông trưởng giả mới suy nghĩ rằng: "Nay tài sản của ta cũng chẳng còn chi, đến tiền mua một cành hoa cũng không có nữa, lấy gì mà mang cho cô ấy?" Rồi lại nghĩ rằng: "Nay trong tháp của nhà vua chắc chắn là có hoa đẹp, hay là ta vào đó lấy trộm một cành?" Nghĩ rồi làm liền. Nơi tháp của nhà vua lại có một người giữ, chẳng thấy nào vào nơi cửa trước được. Người con ông trưởng giả liền dẫn theo lối sau, ẩn mình, chờ khi thuận tiện thì đột nhập được vào trong tháp mới trộm lấy một cành hoa. Được cành hoa rồi, mang đến chỗ cô kỹ nữ, cô liền tiếp một đêm. Ngờ đâu đến sáng hôm sau, thân thể bỗng nổi lên rất nhiều ung nhọt, đau nhức khổ não không thể nói hết. Khi ấy, mời các vị danh y đến xem bệnh liệu, đều nói rằng phải dùng loại chiên đàn thơm quý mà tán bột rắc lên những chỗ ung nhọt ấy mới có thể khỏi. Người con ông trưởng giả tự nghĩ: "Nay ta chẳng còn tiền bạc chi, lấy gì mua bột chiên đàn quý ấy?" Liền bán hết nhà cửa đất đai, được 600.000 đồng tiền vàng.
mang đi mua được 6 lượng bột chiên đàn thơm. Khi ấy ông suy nghĩ rồi không chịu trị bệnh nữa, nói với lương y rằng: "Bệnh của tôi thật là bệnh trong tâm, nếu chỉ trị ngoài thân thể làm sao dứt được." Nói lời ấy xong, liền vào trong một ngôi tháp, phát lời thề nguyện lớn rằng: "Đức Như Lai ngày xưa tu đủ các hạnh khổ, thề nguyện đổ hết chúng sanh trong khổ ách này. Nay thân thể này của con đọa vào chỗ khổ não không cùng, nguyện Đức Thế Tôn đại từ lân mẫn cứu cho khỏi nạn." Phát lời nguyện như thế rồi, liền lấy số bột chiên đàn ra 2 lượng rắc lên cúng dường tháp, 2 lượng mang đền trả lại giá trị cành hoa, 2 lượng chí tâm cúng dường Phật cầu xin sám hối. Ngay lúc ấy, ung nhọt tự nhiên dứt trừ, trong thân thể các lỗ chân lông đều xuất ra mùi thơm hương chiên đàn. Nghe được mùi hương ấy, lòng vui không kể xiết. Từ khi phát nguyện và cúng dường như thế về sau, nhờ công đức ấy mà chẳng đọa vào các nẻo dữ. Lại khi sinh ra trong cõi trời, cõi người, mỗi nơi đi qua, thảy đều sinh hoa sen xinh đẹp. Từ trong lỗ chân lông lại tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Này chư tỳ kheo, người con ông trưởng giả ngày trước rắc bột chiên đàn cúng dường trong tháp ấy, về sau chính là Bích Chi Phật thờ trong ngôi tháp cổ đó. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Trong cuộc đời này, buồn vui thành bại của một người không phải là do người khác đem lại, mà là do chính bản thân mình có cái nhìn tích cực hay không. Nếu nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan thì thế giới sẽ ảm đạm. Nếu nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, chúng ta sẽ thấy thế giới đầy hạnh phúc và có rất nhiều điều đáng để cho ta học hỏi. Sự thật, buồn vui hay đau khổ vốn dĩ không có ranh giới phân biệt rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng bạn mà thôi. Khi các bạn đến với cõi đời này chỉ là 2 bàn tay trắng, khi ra đi cũng vậy mà thôi. Nếu chúng ta sống có hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy chia sẻ cho nhiều người, thì khi ra đi ta sẽ được an lạc. Nếu ta sống không có ý nghĩa và đem lại nỗi buồn cho mọi người, thì khi ra đi ta sẽ đau khổ. Sự chọn lựa xin dành cho các bạn. Tôi hy vọng 101 đóa hoa tươi thắm này mãi mãi đồng hành cùng các bạn và sẽ làm cho tình người thắm đượm thêm, lòng người sẽ ấm lại hơn, khoảng cách giữa con người với nhau cũng gần gũi hơn. Cây đắng sẽ thay thế bằng những giọt nước cam lồ vi diệu, làm ngọn hải đăng soi đường cho nhân thế. Chúc các bạn lúc nào nụ hoa giác đều nở trọn vẹn trong tâm. Xin đem chút lòng thành này trang rải cho tất cả những người bạn trên thế giới. Mùa hạ năm Tân Mão 2011, Cẩn Bút, Pháp Chân Tử. 1. Có 5 điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ tử phải thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết kính nhường, lại muốn các em phải kính nhường mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 2. Tài, sắc, danh, thực, thủy là 5 thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được những thứ đó thì gọi là người trí, còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình,
thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến. Muốn tròn, muốn dài gì cũng được, có khi lên trời xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết, khi làm nát đá dở bờ, có khi quá làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, chỉ có bậc trí với nhau mới thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm, khoan dung độ lượng, được ươm mầm bởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đó qua tình thương thực sự khoe sắc trong mỗi một con người của chúng ta, thì mọi phiền muộn, tranh giành, hiểu lầm đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mải mê đuổi theo tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh và sự nghiệp không trong sáng. Thực ra điều này cũng không đáng trách, bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật. 7. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, mà hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đừng quên hy vọng, vì hy vọng cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 8. Bạn hãy thực tập thường xuyên mỉm cười với bất cứ những gì đến với bạn, cho dù đó là việc không như ý. Bạn hãy tập trải nghiệm cuộc sống hiện tại và nên tìm những người bạn trí âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn. Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó, bạn sẽ thấy và sẽ tìm được những việc làm và những thời khắc ý nghĩa nhất của đời bạn. 9. Có 3 điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. 3 điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. 3 điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có 3 điều làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người không phải chỉ dựa vào việc tế lễ, cúng lại, vang sinh trời Phật, thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ đến người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên với chúng ta. Khi đó ta thấy người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta có sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không cần được báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được món quà quý báu do cuộc sống ban tặng. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản, an tịnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù chúng ta làm gì, đều không nên thô lỗ. Nếu không, ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan và hiểu được đạo lý
luôn đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng, sai, hay vui, buồn, tuyệt đối được, mà là quả phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, quả phúc quán đổi cho nhau. Vì vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì, rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tay, sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm.